Ngày 23 tháng 11, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ video clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên giả vờ làm khách hàng ghé cửa tiệm điện thoại hỏi mua hàng rồi cướp chiếc điện thoại. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại tiệm điện thoại tại hẻm đường Bình Thành, thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 18 tháng 11, một nam thanh niên chạy xe máy đến tiệm hỏi mua điện thoại. Chủ tiệm lấy một chiếc điện thoại hiệu Samsung cho thanh niên trên xem. Khi chủ tiệm vừa quay lưng lại thì thanh niên trên cầm điện thoại lên xe máy rồ ga bỏ chạy. Phát hiện sự việc, chủ tiệm leo qua tủ kính rồi chạy bộ đuổi theo. Tuy nhiên, kẻ gian trong vai khách hàng trên đã mau chóng tẩu thoát. Toàn bộ sự việc được camera tại tiệm điện thoại ghi lại. Được biết chiếc điện thoại tại tiệm bị kẻ gian lấy đi có giá ước tính khoảng 10 triệu đồng. Thông tin về vụ việc đã được trình báo công an.